Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Phong hứa là yêu fan suốt đời, yêu lắm đó nha. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình Phong Cận TV, đẹp trai. Ê, cái gì? Ah, oh no. Cái gì vậy? Mọi người ơi, tôi bị quái vật tấn công. Tôi bị quái vật tấn công. Rồi xong rồi, chết rồi mọi người ơi, mình bị quái vật tấn công rồi. Trời ơi, trời, cái gì vậy? Tôi giúp ông. Đánh nó, đánh nó. Trời, nguyên con Ender nó cao 2 mét, nó quýnh tôi nè mọi người ơi. Bốn tay nè, bốn tay không có đùa đâu. Ây da, trời, nó quăng tôi lên trời mọi người ơi, quýnh nó đi mọi người. Rồi xong. Đang quýnh. Trời ơi, ông chọc bọn nó chi vậy? Tôi có chọc nó đâu. Tôi có chọc nó đâu. Tránh ra. Ê, để tôi. Quýnh nó đi xem, quýnh nó đi xem. Chết mày. Rồi, thấy chưa? Bên đây nhiều quá. Rồi, đừng có chọc mày nữa rồi. Ui. Trời ơi, bên đây có con đồng Ender đang bị nổ nữa bạn ơi. Trời ơi, trời ơi, nổ bùm luôn rồi nè. Ôi, đừng lại gần nha mọi người, dính độc đó. Ôi. Hay trời ơi bạn ơi, chưa gì mới vừa xuống dưới đây cái bọn mình nó bị quái vật tấn công quá trời luôn anh em ơi. Trời ơi trời, mấy bạn có nhận ra chỗ này là chỗ nào các bạn? Xin giới thiệu với các bạn nha. Ở đây chính là gọi là được mệnh danh là thiên đường của Minecraft, bởi vì chỗ này nó ở trên cao các bạn ơi. Minecraft có địa ngục và có thiên đường luôn nha. Cái này hay gọi nó là thiên đường của Minecraft nè. Đó chính là đảo của rồng Ender các bạn ơi. Và hôm nay nha, mình sẽ cùng với Sammy và mèo Simmy, bọn mình sẽ cùng nhau cắm trại ở trên gọi là đảo rồng Ender nha các bạn. Ồ, bạn thấy cái hòn đảo này đẹp không? Ồ, xung quanh đây nè. Xung quanh đây là mình gọi là cắm trại cho nên nó có thêm cây cối rồi nữa nè. Đó, nhìn rất là đẹp luôn. Ok, thôi thì hôm nay thì mình sẽ cùng nhau cắm trại bên dưới đây nha các bạn nha. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên là hãy để lại cho Phong một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy cùng với mèo Simmy để đăng ký ủng hộ cho hai người bạn của mình đó nha mọi người nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau cắm trại thế nào? Let's go. Cái gì vậy? Trời ơi. Này bị cái gì á? Ông xui giữa giờ này tôi có bị Sao mà tôi bị quýnh hoài luôn á bạn ơi, cái con này. Để tôi bảo vệ ông, để tôi bảo vệ ông đây. Quýnh nó đi, quýnh nó đi. Xui vậy vậy. Rồi ok Sim Sam ơi, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là phải gọi là cắm trại gọi là sống sót ở bên dưới đây gọi là một ngày nha mọi người. Cho nên là bây giờ mọi người cố gắng sống sót nha, đừng để bị mấy con quái vật tấn công nữa. Rồi ok, thì bây giờ mọi người cứ xây gọi là lều cắm trại đi nha. Còn tôi ở đây nè, tôi sẽ có một cái rương. Đâu là cái rương nào ta? À hình như cái rương này. Ủa không phải không ta? Cái rương nào? À đây cái rương này. Đây cái rương này của tôi nè. Tôi có chuẩn bị gọi là rất là nhiều gọi là tia laser ở trong đây luôn nè các bạn ơi. Các bạn thấy à, từ nãy đến giờ á mình bị mấy con quái vật tấn công quá trời luôn bạn ơi, có nghĩa là bên dưới đây quái vật rất là nguy hiểm. Bởi vì vậy cho nên chúng ta cần phải phải không? Tôi mới vừa nói mày quýnh tao hoài. Ok bạn ơi, bởi vì vậy cho nên là chúng ta cần phải có gọi là tia laser bảo vệ xung quanh các bạn ơi, để tránh bị quái vật tấn công nha. Bây giờ mình sẽ xây mấy cái tia laser xung quanh nha các bạn. Nhưng mà đầu tiên thì mình phải chặt ít gỗ đã. Cắm trại là cần phải có gỗ bạn ơi. Ok, lấy ít gỗ nè. Đấy. Rồi sau đó mình sẽ chế gỗ ra thành những cái ván gỗ nhỏ nhỏ nè. Rồi mình sẽ gọi là đặt mấy cái laser ra nha các bạn nha. Đây, mình sẽ cho bạn xem nè. Mình nghĩ rằng chắc các bạn xem video của mọi người trong Hero Team thì chắc mọi người cũng biết đến cái này rồi. Đó, mình sẽ xây ra cao ra 2 block nè, sau đó mình sẽ canh ra qua bên đây đúng không? Ok, mình sẽ qua bên đây. Ở nhà Sim xây ở tuốt bên đây lận cho nên mình sẽ xây ở đây. Đó, ok. Chúng ta sẽ lắp cho chúng ta hai cái bảng màu xanh vào đây nè mọi người. Sau đó chúng ta sẽ gọi là dùng cái cục màu đỏ này để chúng ta lắp qua bên kia, là chúng ta sẽ tạo được một cái tia laser. Hay vậy. Trời ơi, mấy con Ender nó qua đây nó sẽ bị cháy luôn đúng không? Đúng rồi, mấy con Ender mà nó đụng vô đây cái là chết queo luôn. Coi nè. Ở nè, coi nè. Trời ơi, ông test luôn hả? Đau lắm á, đau lắm á nha. Cái này tôi test cho mọi người xem trước á, đau lắm luôn á. Ok, bây giờ mình sẽ gọi là văng cái tia laser này xung quanh đây nha các bạn nha. Let's go. Rồi, ok bạn ơi, thì mình đã lắp xong mấy cái tia laser xung quanh đây này nè bạn, mày thấy không? Đó, lắp thành hình vuông thế này nè. Bảo đảm bạn luôn là con Enderman nào mà nó đụng vô cái tia laser này là sẽ chết queo luôn bạn ơi. À có mấy con nằm bên trong là mình sẽ giết bọn nó luôn nha. Mày hả mày? Không được vào trong. Đây là khu của tao cắm trại, không cho ai phép được phép vào bên trong hết. Đi ra ngoài. Nhanh lên. Mày ok. À, Phong, tức là cái chỗ cắm trại của mình nó sẽ siêu bảo mật luôn đúng không? Đúng rồi, mình chỉ cần gọi là xây cái hàng rào ra nè thì mình sẽ được bảo vệ, mấy con Enderman nó sẽ không thể nào tấn công bọn mình được, hiểu không Sim? Ồ hay quá, trời, thế là còn sợ tụi gì tụi nó làm gì nữa. Đúng rồi, không cần sợ tụi nó nữa. Ok, thì ở đây bạn đang thấy là mèo Simmy với lại là Sammy đã xây xong cái lều cắm trại nữa bạn. Ủa mà khoan từ, vậy còn nhà mình đâu? Ê, rồi xong lại bị tấn công rồi. Cái con quỷ này, mày tấn công tao hả mày?
nó nổ. Ôi, mà này ôi. Nếu mà bốn tay sáu tay ghê à. Trời ơi, sao nó quấn tôi hoài luôn mọi người ơi. Sao mà cuộc đời tôi gọi là cứ bị xui xẻo gặp mấy con này hoài vậy à. Rồi xong. Ôi chạy đâu rồi. Tôi sẽ cố gắng chạy ra ngoài. Trời ơi trời, cái con Enderman bự này nó kinh khủng quá bạn ơi. Nó hút mình vô trong luôn á. Ôi sợ quá. Thôi chắc không sao, chắc là an toàn rồi. Ok, nhảy quá. Rồi ok, bây giờ mình sẽ xây lều cắm trại cho mình nha mọi người. Mình thấy mèo Simmy cũng đã xây xong rồi nè. Sammy cũng đã xây xong rồi. Ở bên trong lều cắm trại Sam nó có cái giường ngủ nè. Ok, nằm đây ngủ luôn. Ok, còn ở đây là... Ủa, Sammy, bà đang làm gì vậy? Xây nhà cho ông nè. Sammy xây nhà cho tôi luôn hả? Trời ơi, cảm động quá bạn ơi. Nhưng mà thôi, bà ra chỗ khác cây nhà, bà xây xấu quá là tôi không thèm đâu. Để nó tự xây. Mấy bạn khinh người vừa thôi nha. Mấy bạn thằng ông nhà ông dám khinh hả? Nè mấy bạn, bây giờ mấy bạn hãy coi mình tự xây nhà của mình đẹp như thế nào nha. Cái lều cắm trại của mình sẽ là đẹp nhất trong đây luôn, mấy bạn coi nha. Bây giờ đếm một, đếm gọi là bây giờ mình chỉ cần đếm 1, 2, 3 cái thôi là cái lều cắm trại mình xây xong luôn nè. Coi nè, 1, 2 cuối cùng thì mình cũng đã xây xong gọi là cái lều cắm trại gọi là phiên bản đặc biệt nhất của mình rồi anh em ơi. Đây mình sẽ cho anh em xem nha. Tèn. Trời, cái gì vậy? Ủa, gì vậy? Chết queo luôn. Trời ơi anh em ơi, chưa gì mới vừa giới thiệu cho anh em cái ngôi nhà xong bị quái vật tấn công chết queo luôn. Đây, xin giới thiệu với anh em nha. Đây chính là gọi sao ta? Cái gì? Cái lều cắm trại phiên bản đặc biệt của mình nè anh em thấy nó là hình con gì không? Đấy, xin giới thiệu anh em. Con heo luôn. Trời ơi, tào lao, cái này là con cá heo của ta mà bà Sammy bất kia là con heo bạn ơi. Các bạn hãy thử nói cho mình cái con này là cá heo hay là con heo nha các bạn nha. Con heo nó màu hồng. Con heo là nó màu hồng, còn con cá heo của mình nó màu xanh mà kỳ cục quá. Đây, mình sẽ cho mọi người xem. Hả? Tỉnh ra là cái này giống cái tượng chứ không phải cái nhà không ơi, cái là cái tượng mà. Đúng rồi, sai rồi đây. Trời ơi, cái tượng cái gì mà cái tượng đây, tôi cho bà coi nè. Ở chỗ này là có cửa đàng hoàng nha, mình đố với bạn cửa nằm ở chỗ nào nè. Đây. Mọi người nhìn thấy chỗ này không? Đây, mọi người chỉ cần mở cái chỗ này ra nè. Bụp, đó. Thấy không? Cái này là cửa bí mật nha, cửa bí mật các bạn. Bên trong nhà của tôi á là nó xịn hơn nhà của mọi người nhiều, là nó có dàn PC để tôi chơi game nè, có giường ngủ nè, rồi có đèn lấp lánh đúng rồi, thấy không? Ở trên đây tôi còn lắp thêm một cái quạt trần nữa nè, đó nó xoay rất là mát luôn ấy. Đây ông ơi, qua nhà tôi đặt ông còn đẹp hơn đó nè, đọc cái bảng này đây, đọc đây đó, nhà hơi xịn nha. Đâu? Đọc đây. Người dùng ngôi nhà này là người rất đẹp trai hả? Thôi tào lao, đẹp trai cỡ nào mà gọi là dùng cái ngôi nhà của Sammy xây thì cũng trở thành xấu trai thôi, cho nên không thèm. Mình ở trong nhà cá heo. Ok, mình thích ở nhà cá heo hơn mày ơi, nhà cá heo nó đẹp hơn. Đấy. Ok. Trời ơi. Nó lại quýnh tôi nữa nè. Mày hả mày? Quýnh hoài. Ok. Rồi anh em ơi, anh em thấy hôm nay nhà của mình nó có gì đặc biệt không anh em? Đây, ở gần nhà mình á có một thứ rất là đặc biệt đó nè. Đây các bạn xem đây nha. Tèn. Các bạn thấy gì không? Sim Sam thấy gì trên đây không? Ủa sao lại có một quả trứng rồng ở đây hả? Đúng rồi, ở đây nó có nguyên một quả trứng rồng Ender luôn bạn ơi. Quả trứng rồng Ender này nha, nếu mà chúng ta nuôi nó, ấp nó sẽ nở ra con rồng á Sim. Ủa thiệt không nhở? Chỗ nó xạo thương quá à, làm sao có thể ấp được cái trứng này nó nở được. Yên tâm, chừng bây giờ đâu. Đây, bây giờ tôi sẽ chỉ cho hội chị em cách để có thể lấy được trứng rồng nè. Sim với Sam chắc còn lâu mới biết cách được lấy để lấy được trứng rồng. Đây cho mọi người coi nha. Đầu tiên á là mình cần phải chuẩn bị cho mình á là một cái người ta gọi là gì đây, cái bít tông. Thì cái bít tông này á là chúng ta sẽ đặt nó ngang qua thế này nè. Đấy, hiểu không? Rồi sau đó tiếp theo nữa, chúng ta sẽ dùng một cái cần gạt, chúng ta để ở đây và chúng ta sẽ gạt cần gạt cái bụp đó. Nó sẽ đẩy cái trứng rồng xuống dưới luôn và chúng ta sẽ lấy được cái trứng rồng. Đó, mày thấy mình ghê chưa? Ok. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ấp gọi là quả trứng rồng này nha anh em nha. Thì ấp trứng rồng thì tôi nghĩ rằng tôi cần phải để nó vô trong lava nè. Đây nè, bây giờ nè tôi chỉ mọi người nè, mình sẽ lấy gọi là một cái block bất kỳ nè, xong mình sẽ để ở giữa nè ha, xong mình sẽ để quả trứng rồng vô là quả trứng rồng nó sẽ được ấm nha các bạn nha. Mọi người cũng thấy mấy cái con gà, nếu như mọi người để ý á thì mấy con gà khi mà nó ấp trứng á thì nó sẽ ngồi lên quả trứng để làm gì mấy bạn biết không? Là nó làm cho quả trứng được ấm á bạn, thì khi mà nó ấm thì nó sẽ được nở quả trứng ra nha. Ê mà khoan, để trong lava tôi nghĩ là nó chưa đủ ấm đâu, cho nên giờ Simmy leo quả trứng, Simmy ngồi đi ấp trứng đi Sim. Sao cái này giống kiểu luộc trứng vậy? Ok, ngồi xuống. Okay.
Rồi. Bạn thấy, bạn có thể thấy là mèo Simmy đang ấp trứng các bạn ơi. Đấy, ok. Rồi Sim ơi, Sim, tôi nói Sim nghe có một cái điều rất là đặc biệt nè. Simmy mà ấp cái quả trứng rồng này ha, thì khi mà con rồng nó mà được sinh ra thì sẽ gọi Sim bằng mẹ đó. Ồ. Cái rồng dạ, có chắc chưa? Dạ. Trời ơi, tôi lại bị quái vật tấn công rồi các bạn ơi. Ở đâu vậy? Okay. Đây. Đây nè. Trời ơi, mày hả mày, con quái vật này. Trời ơi bạn ơi, từ nãy giờ tôi bị quái vật tấn công mấy chục lần luôn á. Ấy dạ. Ấy dạ, dạ. Rồi rồi rồi, rồi xong, rồi xong luôn. May mà tôi có táo vàng. Ơi, may mà tôi có táo vàng các bạn ơi. Ai? Thả ta ra, thả ta ra. Trời ơi trời, con quái vật đáng ghét này. Ôi, ok bạn ơi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đợi mèo Simmy ấp cái quả trứng rồng này để nở ra con rồng nha các bạn nha. Thử xem coi trong bao lâu nó sẽ nở được nha các bạn. One eternity later. Wow wow, mấy bạn ơi, mấy bạn coi nè, chỉ cần gọi là một vài phút thôi thì Simmy đã ấp nở được con rồng Ender các bạn ơi. Nhưng mà sao con này nó mới nãy là một cái quả trứng bé tí tẹo mà sao giờ nó nở ra nguyên con rồng to chữ là trời. Ủa Simmy, sao Sim? Ủa sao vậy? Sim ngồi im, Sim ngồi im, Sim mà động đậy là con rồng nó quăng Sim ra ngoài luôn á. Ok. Trời ơi trời, bạn ơi bạn coi nè, Simmy đẻ con rồng mà con rồng này hình như nó bị thùng quá bạn ơi. Bạn coi kìa, nó cứ xoay vòng tròn tròn à trời. Simmy ấp mà đâu đẻ ông nội, ấp mà. Trời ơi trời. Ok. Trời ơi, nó ghê quá à. Cái con rồng, cái con rồng. Ê trời, con rồng nó cắn tôi. Ai cái đâu quá. Ui trời. Ê, rồi xong, tôi lại bị mấy con Ender nó quýnh nó rồi mọi người ơi. Tới thui màn hình luôn rồi, không thấy gì luôn rồi. Rồi, hey, bây giờ nha các bạn nha, chúng ta đã ấp nở được con rồng rồi đó. Thì các bạn thấy không, con rồng nó mới vừa cắn mình. Ê da, nó cắn thêm lần nữa đây. Trời ơi, cái con rồng này nó hư quá bạn ơi. Từ nãy giờ nó cắn mình hoài luôn á trời. Ê rồng ơi, tính ra là tao là người gọi là, rồi sao ta kiếm được quả trứng của mày, xong rồi tao kêu Simmy gọi là ấp mày, mày mới được nở ra. Mà sao mày dám cắn tao hả con rồng kia. Con rồng láo tét. Trời ơi, nó xoay vòng tròn mày. Nó bị khùng. Trời, nó tức trời ơi, tức rồi trời, nó bị khùng rồi các bạn ơi. Ok, à mà khoan, đúng rồi ha, tính ra con rồng này các bạn là bọn mình chỉ ấp nó ra thôi, nhưng mà bọn mình chưa thuần hóa nó. Chúng ta cần phải thuần hóa nó mấy bạn ơi. Mà mấy bạn biết thuần hóa rồng bằng cách nào không? Giờ mà tôi đố nha, tôi đố Sim với Sam nè, con rồng nó ăn gì? Đố hai người á. Rồng hả? Theo tôi nghĩ nha, rồng là con bay lên trời nên cho nó sẽ ăn những con ở dưới cạn. Nó sẽ ăn gọi là gì ta sừng ăn sư tử nè. Trời tào lao, con rồng nào mà ăn sư tử bà nội. Trời trời. Còn Sim nè, Sim đó, cái con rồng nó ăn gì? Theo tôi nghĩ cái con rồng này nó sẽ ăn táo. Cái gì? Nó ăn gì chứ? Ăn táo. Trời ơi bạn ơi, tính ra rồng của người ta là một con vật rất là kiểu gọi là mạnh mẽ, mà bà Simmy bà cho rồng nó ăn táo bạn ơi. Rồng làm sao nó ăn chay được, rồng nó không ăn táo, ăn hoa quả đâu. Rồng là nó sẽ ăn thịt, hiểu không? Mà bây giờ á, rồng á thì theo như kinh nghiệm của tôi nuôi rồng mấy lâu nay thì tôi biết được rằng à, rồng nó sẽ ăn cá. Đó, bây giờ chúng ta cần phải câu cá. Không? Thưởng gì để tôi đi câu cho. Mấy cái này tôi câu dễ lắm. Để câu cá đúng không? Ok, để tôi câu. Đó, cái gì đâu. Ôi, Sammy nướp quá Sam ơi. Tôi nói Sam nghe nè, rồng này là rồng Ender, hiểu không? Rồng Ender cho nên nó không ăn cá bình thường đâu. Mấy con cá mà mình câu bên dưới hồ á, làm sao mà gọi là rồng nó ăn được. Mình phải câu cá bên dưới lava, hiểu không? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời đất, ông nghĩ sao vậy? Ở dưới lava đùng cái là phỏng tay phỏng chân thì sao có cá bơi dưới hả? Ôi bà này không biết gì hết trơn. Đây tôi sẽ cho bà coi nha. Đây chính là cái cần câu thần kỳ của tôi. Đó, cần câu này được mạ vàng 4 số 9 luôn nha các bạn nha. Cái cần câu này á là mình có thể câu cá được bên dưới lava á, bạn coi nè. Ê Đồng ơi, mày có thể nào bay ra chỗ khác cho anh câu cá xíu được không Đồng? Mày hiểu anh nói không? Đây nè, đó. Nó bị khùng. Qua đây với mama nè, qua đây với mama nè. Qua đây. Đó. Trời ơi, con rồng nó bị khùng quá bạn ơi. Xoay vòng tròn. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ câu cá dưới lava cho bạn xem nha. Mình sẽ quăng cái cần câu xuống nào và chúng ta sẽ chờ nha. Ê. Được luôn hả? Được, thì chúng ta đợi tí là bảo đảm là cá sẽ bơi tới nè. Đó. Đây, ôi mấy bạn ơi, mấy bạn thấy không? Đó, mình đã câu được một con cá này nè. Đây là cá dưới lava, mấy bạn thấy không? Đấy. Cái gì vậy? Ủa sao dưới lava mà câu ra cá thường vậy? Trời ơi, cá này là cá chính nha. Đó, mày thấy không? Mình câu cá bên dưới nước á, đã sẽ ra cá sống. Còn mình câu cá dưới lava là sẽ ra luôn con cá. Nó chín sẵn luôn, mày hiểu không? Đó nè, cho Sam con, rồi Sam ăn thử đi. Đó, ok. Ăn được không? Ăn được chứ. Cá câu dưới lava bà ăn vô là bà phải sẽ biết phun lửa luôn á. Ghê không? Ghê dữ vậy? Sức mạnh dữ. Rồi ông câu tiếp đi, đâu thêm con đi. Đây để tôi và tôi sẽ câu thật là nhiều luôn để cho con rồng nó ăn nha bạn nha. Ui, thêm con nè. Ui, tôi câu được một con cá màu vàng. Ủa con cá màu vàng này là gì ta? Này. Ủa để tôi. Ông thử qua ấy. Ủa từ con cá màu vàng. Ui, trời ơi. Ui, con cá màu vàng. Trời ơi bạn ơi, con cá màu vàng.
nhàng này nó phát nổ bạn ơi, mình chọi nó nổ được đi, hệt như quả bom luôn. Trời ông ơi, ăn cái con quả này nha là banh mồm luôn á, thật luôn, không có bằng răng mà ăn cơm luôn á. Trời ơi, may quá bạn ơi, xém nữa hồi nãy mà mình không biết. Mình mà đưa cái con cá màu vàng này cho Sam ăn ha, là nổ cái là Sammy súng hết răng luôn bạn ơi. Trời ơi. Ok. Thôi. Đồng ơi, để anh tí nha, anh sẽ câu cá cho mày ăn nha. Ôi trời, con cá này nguy hiểm quá bạn ơi. Thôi câu tiếp, câu tiếp. Wow, mấy bạn ơi, mấy bạn biết vô mấy bạn. Mình mới vừa câu cá một hồi thì mình cũng đã câu được 14 con cá chính đây nè. Thì ở đây mình còn câu được thêm một cái con cá rất là lạ luôn bạn ơi. Con cá này nó nhìn nó y hệt như một cái cây kiếm vậy bạn, mày thấy không, mình đang cầm trên tay nè. Ó, y hệt như một cây kiếm luôn bạn ơi. Ủa mà cái này để làm gì ta, đâu để tôi xem coi. Ui, ở bên đây có mấy con bò nè. Đây, bây giờ mình sẽ thử, mình đánh mấy con bò thử cho các bạn xem nha. Ui thôi đó. Trời ơi, mấy bạn ơi, tính ra là giờ là sao ta, cá ở bên dưới lava xịn ghê luôn bạn. Nó biến thành cây kiếm cho mình để mình quýnh luôn nè. Trời ơi, xịn dữ. Ok, thử quýnh bò coi. Rồi xong, con bò chết queo luôn, thành thịt chín luôn rồi Sam ơi. Ok, thôi bây giờ mình sẽ đem gọi là đồ ăn qua cho con rồng nha. Trời ơi trời. Rồng ơi, nhảy qua đây. Rồng ơi, rồng ơi. Nè nè, bình tĩnh. Tôi dính lava, tôi dính cái lava đâu quá mọi người ơi. Ok nè. Rồng ơi, nó bị khùng rồi anh em ơi. Rồng ơi, rồng ơi, con bình tĩnh ơi. Đây có thức ăn này con. Đây. Cái con rồng này, đây là một con rồng biết múa quạt mọi người ạ. Ok nè, rồng ơi. Nè, tao có cá nè, mày ăn đi cho mày bớt khùng. Trời, con rồng này, đó nó ăn rồi. Rồi. Nó như hết luôn kìa. Trời. Rồi xong, nó ăn xong nó còn bị khùng hơn nữa. Ôi nó bay được kìa mọi người. Ui. Rồng muốn nó bay vậy, rồng biết làm vậy không? Không. Có gì kỳ vậy? Từ nãy giờ con rồng đâu biết bay đâu. Nãy giờ con rồng nó ngồi im mà. Sau khi mình cho nó ăn xong nó bay lên trời luôn. Ghê thiệt, ghê thiệt. Wow. Ê ê Sim ơi, hình như là nó thân với Sim nhất luôn Sim. Trời ơi. Hình như là do nó thấy tôi, nó tự tôi là mẹ sao á. Trời ơi bạn ơi, nếu như bạn không biết á, mèo Simmy nhưng mà linh vật lại là con gấu tuyết, và con gấu tuyết thì lại yêu một con sóc là Chiron mọi người ạ. Đấy. Nó có sao đâu. Và sau đó là Simmy gọi là nuôi thêm một con chó nữa tên là bé Mưa, và bây giờ mèo Simmy đã đẻ ra thêm một con rồng. Trời ơi, rốt cuộc Sim là con gì Sim? Tôi là quái vật gấu tuyết. Ok, Simmy là quái vật nha bạn. Simmy đẻ ra được rất nhiều con vật nha. Ok. Rồi, thì bây giờ cái con rồng này nó đã thân với bọn mình rồi nè. Không biết mình cưỡi được không ta? Sim ơi, Sim cưỡi được không? Cưỡi được. Ông lên chứ, mấy ông lên được á. Đâu, thử coi có cưỡi được con rồng không? Trời ơi, xịn quá nha. Ok, để xem con mèo Simmy có cưỡi rồng được không nha các bạn. Đâu? Ok, để tôi. Hey. Ui. Ui, tôi ngồi trong người của con rồng. Đây, tôi cũng ngồi nè. Ô, sướng quá, cho mình leo lên giới, cho tôi leo lên giới. Hey. Rồi lên đi mà, hey. lên chưa? Sao tôi không leo được ta, hình như con rồng này nó ghét tôi mọi người ơi. Ê ê ê rồng. Mày bộ mày ghét tao đó hả rồng? Trời ơi trời ơi, con rồng này. Ơi. Nó cứ bay thử coi bay thử. Ôi, đảo quá à. Mọi người ơi, cho tôi cưỡi rồng với. Trời ơi, đảo quá à. Sim Sam ơi, hai người đâu rồi? Ủa, bên kia. Ôi, bên này mọi người. Ủa, bên cái gì vậy? Đây. Đâu, nó bay chỗ nào nè? Ủa, cái gì vậy? Cái gì bên đó? Sao đi mọi người bay qua bên đó chứ vậy? Trời ơi, trời. Ủa, có gì bên đó vậy mọi người? Rồng dẫn người tôi hai tôi. Ủa, cái gì đây? Ủa, trời ơi, mọi người ơi, có cái gì trên đây vậy? Ủa, tự nhiên cái con rồng nó bay vòng tròn cái này nè mọi người ơi. Ủa, cái này là cái gì ta? Hình như con rồng nó muốn mình chui vô đó hay sao mọi người? Đâu, leo lên thử. Mọi người lên đây. Ồ. Ê, cẩn thận rớt ca. Trời ơi, ông vừa đạp tôi cái đó. Coi chừng té đó, trời ơi, chỗ này cao lắm á trời. Ui, có mấy cục gì ở đây vậy? Hình như là nó muốn mình chui vô đây nè mọi người ơi. Để tôi vô trước cho. Ok nè, tôi sẽ dùng cái viên ngọc Ender nè. Chọi vô trong. Ui. Ủa, chỗ này là chỗ nào vậy? Ui. Ủa? Oh my god, mọi người ơi. Trời ơi. Qua đây mọi người. Qua đây Sim ơi. Trời ơi, mọi người nhìn nè. Trời ơi. Nguyên một. Cái này là cái gì vậy? Nguyên một cái cục kim cương to đùng luôn các bạn ơi. Trời. Cái này là một bức tường kim cương hay là nguyên một cái khối kim cương ta? Trời. Nguyên một khối kim cương gọi là to dễ sợ bạn ơi. Trời ơi, kỳ này là bọn mình giàu to rồi Sim Sam ơi. Ôi khoan thử. Ôi, sao hết trời. Khoan. Có khi nào con rồng Ender này nó thấy bọn mình ấp nó nở ra cho nó ăn cá nữa, cho nên nó trả ơn mình bằng cách là nó cho mình qua cái hòn đảo này để mình lấy kim cương không mọi người? Ủa khoan, mình... sao tôi nghe giống như là ăn một quả khế trả một cục vàng vậy ta? Gì kỳ vậy? Ok. Cái là một khối siêu to khổng lồ chứ nghĩ sao một cục vàng trời. Trời ơi. Còn trong Minecraft thì người ta gọi là sao ta? Cho con rồng ăn một con cá trả một
đống kim cương. Ok, ôi đào kim cương mọi người ơi, gia kỳ này là bọn mình giàu to rồi. Trời, tự nhiên không đi gọi là cắm trại bên dưới gọi là người ta rồng ender xong cái đầu gọi là kiếm được quá trời kim cương luôn. Ok bạn ơi, thì bạn thấy con rồng ender này thế nào, bạn thấy con rồng này có dễ thương hay không, và bạn có thấy gọi là cuộc phiêu lưu cắm trại ở bên dưới gọi là ở người ta đảo rồng ender của bọn mình như thế nào, bạn nhớ bình luận cho mình biết nha, chứ mình thấy vui quá anh em ơi, kiếm được quá trời kim cương luôn rồi nè. Ồ khoan, từ nãy hình như video cũng khá là dài đó, chắc mình nghĩ là mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Ok, và tạm biệt anh em nha, hẹn gặp lại anh em ở những video cắm trại lần sau nha. Nếu như bạn muốn mình cắm trại ở chỗ nào nữa thì nhớ bình luận lại cho mình biết nha bạn. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye, bye, bye. Đào kim cương thôi anh em ơi, đào 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 đào. Đào thôi, đào thôi.